Em vừa về ba dàn đào khoai tây, khoai lang nhá anh em. Dàn này là gắn cho máy xới xăng, xới dầu. Đó, thì em đã tháo trong dàn ra thì em lấy luôn cái bu ly sẵn luôn cho anh em nè. Về chỉ việc ụp vào thôi, ụp vào cái đuôi xới á. Bất cứ cái dàn xới tay, xới dầu, xới xăng nào cũng vừa hết nhá. Chiều rộng của nó được 5 tấc. Nhưng mà bên Nhật đó là người ta bọc hết cao su nhá anh em. Bọc mềm này, cao su mềm đó, thấy không? Cho nên là không sợ sầy trước, kể cả cái thanh sắt này cũng bọc cao su hết luôn, bọc nhựa hết luôn. Cho nên anh em mà đào khoai tây, khoai lang cứ an tâm. Con này thì nó khác hơn là nó xài láp này. Còn hai cái này là xài dây cu loa. Đó, về cứ bắt sợi dây cu loa vào cái là ok hết. Ba dàn em đều tháo cái bu ly nhỏ hết nhá. Nè, em bỏ bu ly nhỏ, cái này là lỗ nhỏ này. Cái này là lỗ lớn thì chắc xới dầu này. Đó. Cái này lỗ nhỏ, hai cái lỗ nhỏ, một cái lỗ lớn. Đây nha anh em, ba dàn đều rất là đẹp. Hàng bãi mà. Còn đẹp lắm. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ em 0982411160. Còn cái dàn này thì em bán rồi nhá. Cái sườn này là em vừa về để khách chốt luôn, em bán rồi. Đào mương đó, giá cực rẻ luôn. Mua ở ngoài là 35-40 triệu. Em bán sườn này có hơn 10 triệu xíu á. Giá cực rẻ, yêu thương. Anh em nào về làm xong hết công trình nhỉ? Bán 5 triệu cũng được mà. Về tự gác máy lên nó mới rẻ được. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em nha. 0982 411 160.